Mến chào anh chị bà con đang trở lại trên kênh YouTube Nhà đẹp Trang Hải. Thì hôm nay Trang Hải lại tiếp tục giới thiệu cho bà con một xem một cái căn nhà cực kỳ rẻ luôn. Vị trí của mình còn đẹp hơn nữa. Nhà mình nằm giữa một cái khu rất là dân cư đông đúc và nhộn nhịp luôn. Vị trí của nhà mình sát bên chợ Gò Đen luôn. Bà con mình đi ra vài bước chân là tới chợ Gò Đen thôi. Thì con đường vào căn nhà mình á thì nó rộng khoảng cỡ mét mấy, gần 2 mét thôi. Ba gác mình là vô tư luôn. Và căn nhà Trang Hải muốn giới thiệu là kế bên căn này đi. Thì á, nhà này ở đây á, bà con mình á, rất phù hợp cho những anh chị mình á, ở trọ đó muốn tìm căn nhà gần chợ để thuận tiện mình. Nói chung là mình đi ra chợ cũng rất cần à, hay những có cha mẹ mình lớn tuổi á, mình ra chợ mua đồ mua cá rồi bước với vài bước chân thôi. Thì á, căn nhà này là của chị chủ nhà cũng rất cần tiền rồi. Nói chung là chị mong muốn bán với giá đúng 380 triệu. Diện tích căn nhà của mình là ngang 4 mét, sâu vô 5 mét, một trệt một gác, một căn nhà chị ở rất là mới. Lúc trước căn nhà này chị đến mua chị ở, chị về đây buôn bán gần chợ Gò Đen. Nhưng mà sau này vì nguyên do cái thị trường nói chung là nó làm ăn rất là khó khăn, cho nên chị muốn gần bán đi căn này, chị bán lỗ thêm 50 triệu rồi. Đó, và sau đây mời anh chị bà con cùng Trang Hải và khám phá chi tiết căn nhà của mình coi như thế nào nha. Thì và mình thì cũng đưa ra được hai lớp cửa bảo vệ nè, một lớp cửa sắt đầy lon ở ngoài nè, kiên cố cho anh chị bà con mỗi khi đi xa luôn. Và lớp cửa thứ hai vào căn nhà mình là lớp cửa sắt đây, đây sắt hai cánh có kính cường lực, và chị có tặng lại cho bà con một bộ rèm luôn. Đó, quá là ok luôn. Rồi và đây là toàn bộ không gian căn nhà của mình nha bà con. Đây nền gạch nè, chị ống ở, chỉ lâu lâu chị thành phố chứ lâu lâu mới về, chỉ dọn dẹp thôi, rất là sạch sẽ luôn. Đây cũng có tủ bếp trên, tủ bếp dưới rất là rộng rãi luôn, có rất nhiều ngăn nhiều học luôn bà con mình nhìn thấy nè. Đây bằng nhựa luôn, còn rất là mới luôn, chị ít có ở lắm. Và tủ bếp dưới cũng có rất nhiều ngăn nhiều học luôn. Mặt bếp của nhà mình thì cũng đã ốp đá rất là sạch sẽ nè, gạch cũng như tường bếp con nhìn thấy nè. Đó cũng rất là sạch sẽ, phù hợp cho vợ chồng mình á, ăn ở trọ mà đang sống và làm việc loanh quanh khu vực mà chợ Gò Đen, muốn tìm căn nhà gì đó rẻ đi ở á, thì đây là căn của nhà rất là tuyệt vời luôn. Rồi phía đây dưới chỗ này chỗ trống, anh chị bà con mình có thể tận dụng chỗ này mình để làm cái kho nhỏ nhỏ, mình để vật phẩm đồ này cũng ok luôn. Và dưới đất mình có một cái nhà vệ sinh, đây nhà vệ sinh nè. Đó nền gạch đó cũng lót gạch nhám nè, chống trơn trượt cho bà con cũng như xung quanh nè, lót cũng rất là cao ráo luôn. Đó rất là gọn gàng luôn. Đó cửa nhà vệ sinh mình á thì làm bằng cửa nhôm và kính mờ đã sử dụng cho nhà vệ sinh mình riêng tư và kính đáo luôn. Và rồi sau đây Trang Hải mời bà con cùng khám phá chi tiết trên cái gác của mình. Thì đây là tay vịn cầu thang để lên căn cái gác của mình nha. Đây bằng sắt hộp rất là chắc chắn luôn. Đây có song sắt nè, cũng như đường lên cầu thang mình á thì chủ nhà cũng đã làm sắt dĩ nha, từng dĩ cho anh chị bà con mình có thể mà thuận tiện di chuyển trên cái gác mình luôn. Và Trang Hải bổ sung thêm, ngoài lớp cửa chính ở đây chủ nhà bên hông mình cũng có một lớp cửa sổ nè, có song sắt rất là an toàn cho anh chị bà con mà mỗi khi đi xa hay đi làm về luôn cũng an tâm luôn. Rồi mời bà con cùng Trang Hải là khám phá chi tiết trên cái gác của mình. Đây là không gian trên gác của mình nè. Đó bà con nhìn thấy nè, đó cũng rất là rộng rãi. Nói chung á, rộng thì không phải rộng mà nói chung nhỏ không phải nhỏ. Bà con mình ở trọ thay vì hàng tháng thì nó tốn 3-4 triệu rồi. Đó có thể mình tích lũy, mình ở đây mình đang cuộc sống mình đang về kinh tế ở đây á, loanh quanh khu vực những công ty này đó, thì có thể mình mua căn nhà này mình ở khủi tốn tiền ở trọ luôn. Đó phù hợp cho hai vợ chồng đó, và hai đứa con cũng quá ok. Trần cũng rất là giật la phong, bà con nhìn thấy nè. Đây nhà bằng gác nhưng mà chủ nhà xài giật la phong thạch cao, có chạy chỉ cho bà con mình luôn. Đó đèn là cũng đầy đủ. Và ở đây á, chủ nhà có làm thêm một cái gác nè. Đây bà con có thể ở đây làm thêm một cái người ngủ cũng được, hay mình để dịch phẩm gì ở đây, nói chung là cũng rất là tuyệt vời, ok luôn. Và cuối cùng Trang Hải cũng cảm ơn bà con mình xem hết video giới thiệu nhà bên Trang Hải. Đây thì Trang Hải nhắc lại thông tin về căn nhà của mình. Căn nhà mình có diện tích ngang cho 4 m, sâu 5 m, một trệt và một cái gác. Và căn nhà này được chủ nhà bán với giá đúng 380 triệu, không phát sinh bất kỳ chi phí. Và vị trí của nhà mình á ngay chợ Gò Đen, xã Phước Lợi luôn. Ở chợ Gò Đen thì bà con cũng biết rất gần tiện ích xung quanh, đầy đủ trường học các cấp cũng như nhiều công ty xí nghiệp, cho anh chị bà con mà muốn một căn nhà đó rẻ thì ở cũng an tâm vấn đề đó luôn. Và thế để mà con em đi học cũng rất thuận tiện luôn. Rồi sao bà con mình cảm giác căn nhà này phù hợp với túi tiền vừa giá tiền mình á, thì có thể liên hệ với Trang Hải qua số điện thoại trên màn hình. Cuối cùng Trang Hải xin chào và hẹn gặp lại bà con.